Bên đây thì thấy nó nè cái rãnh sâu rồi cái này nó sâu đi. Cô chắc nghĩ mình nếu mà làm thêm bên nữa chắc cô trẻ ra. Cô vừa mới làm nửa mặt bên này xong thì cô thấy nó khác hẳn so với bên kia. Vì bên này cái cơ mặt của cô nó nâng lên, còn bên kia thì nó chảy xệ xuống này mà nó còn nếp nhăn. Mấy bên đây thì cái rãnh nó mờ đi. Và cái chân mày của cô cũng được nâng lên cho nên nhìn nó thấy rõ hơn. Thật là bất ngờ nha, mới làm xong có nửa bên thôi á mà thấy nó khác hẳn liền luôn. Đây nè, nửa bên này thì cũng còn cái vết chim chim nè, với lại cái rãnh nè nó cũng còn, mà cái căng, cái da mặt nó cũng chưa có căng lên, bị nó chảy xệ nè đó. Còn cái nửa bên này thì khóe mắt nó mờ dần rồi, mà cái rãnh nó cũng không có còn, mà cái mặt nó căng bóng lên rất là thấy nó khác hẳn luôn, đẹp ghê luôn á. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Nat Lilly là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. Vi Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực.